Giờ hôm nay là mùng 3 Tết cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case gọi là khai hướng dẫn đầu năm. Thì mùng 3 là chắc anh em đánh bài cũng gần hết tiền rồi, cho nên là cái link case này là để anh em gọi là xả stress. Đầu tiên để làm được cái linkage này, em sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật có tên là Tridisonic. Cái này mình nhắc khá là nhiều trong những cái video hướng dẫn linkage của mình. Nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó, mình sẽ làm chậm cho anh em xem. Nó sẽ lăn qua ở mặt trong của một ngón tay bất kỳ. Ở đây mình ví dụ như là ngón giữa thì nó sẽ lăn qua như này. Đó. Nhưng trong cái linkage này thì chúng ta sẽ làm ở dưới ngón út, lăn lên trên ngón áp út như này. Đó. Đó, lăn qua như này. Sau khi nó đã lăn qua ngón áp út thì anh em nhanh chóng anh em rút cái ngón áp út lại và kẹp cái bút lại bằng hai ngón út và ngón giữa như này. Sau đó anh em đưa cái ngón cái vào đẩy cái cây bút. Cái ngón giữa anh em chú ý là nó đang nằm ở bên phía bên phải của cây bút thì anh em đưa nó qua bên trái như này. Sau đó anh em sẽ thẳng cái ngón áp út lên để kẹp cái bút lại như này. Đó, mình sẽ làm nhanh cái đoạn này cho anh em xem. Sẽ đi lên như này, đẩy qua đây, lên đây như này. Đó. Làm nhanh nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Và tiếp theo là anh em sẽ sonic lên. Sonic là một cái kỹ thuật căn bản thì chắc là anh em nào cũng biết rồi. Nhưng trong cái linkage này chúng ta sẽ không làm hẳn nguyên một cái chiếc sonic luôn, tức là nó sẽ không có đi lên trên này luôn mà nó chỉ đi ở giữa như này thôi. Và chúng ta sẽ dùng ngón cái kẹp cái bút lại, sau đó chuyển nó xuống dưới ngón út và áp út như này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản đó là finger pass, nhưng nó có một chút đặc biệt đó là chúng ta sẽ không có thẳng cái ngón giữa lên mà vẫn cứ gập như này, sau đó là pass thẳng lên đây luôn. Sau đó làm một cái kỹ thuật đó là back around qua như này. Đó, back around thì nó sẽ đi từ đây, các bạn sẽ đẩy cho nó vòng qua cái ngón trỏ như này. Làm lại từ đầu thì nó sẽ như này. Đầu tiên chúng ta sẽ Tridisonic lên ở ngón út và áp út. Và chúng ta sẽ co cái ngón áp út lại, sau đó đưa ngón cái vào, chuyển cái ngón giữa qua bên phía bên tay trái của cây bút. Sau đó thẳng cái ngón áp út lên, sonic một nửa lên. Sau đó dùng cái ngón cái chúng ta đẩy cây bút xuống dưới ngón út và áp út, pass lên và cuối cùng là back around qua. Làm nhanh thì nó sẽ có dạng như này. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, ghép vào combo thì nó sẽ được như này. Ok, vậy là mình đã hoàn thành một cái hướng dẫn linkage cho mùng 3 Tết. Thì năm nay là dịch bệnh đang khá là căng thẳng cho nên là các bạn chú ý gìn sức khỏe và chúc các bạn có một cái Tết thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Ok, và nếu các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.